BTS nằm không cũng dính đạn khi Kwai cố chấp bảo vệ nữ idol vướng lùm xùm bạo lực học đường. BTS, nhóm nhạc toàn cầu đưa Big Hit từ một công ty giải trí vô danh đến tập đoàn giải trí hàng đầu Kwai. Không ngoa khi nói thành công của BTS là yếu tố lớn nhất làm nên tên tuổi của Kwai và cũng là thương hiệu của công ty giải trí này. Không khó để bắt gặp cái tên BTS được đặt bên cạnh các dự án của công ty. Những danh xưng như nhóm nhạc đàn em BTS, em gái BTS hay idol chung nhà BTS đều đã quá quen thuộc với fan K-pop nói chung và fan của idol Kwai nói riêng. Thế nên, mỗi khi gà nhạc Kwai có bất cứ biến gì, thì BTS cũng chính là nhóm nhạc số khổ, nằm không cũng dính đạn. Mới đây, sau lùm xùm bạo lực học đường của Kim Garam gây tranh cãi trên diện rộng, khiến cư dân mạng tại Hàn lẫn quốc tế đều phải chóng mặt vì hoàng loạt tình tiết gây sốc. Dù chẳng mấy liên quan, nhưng BTS đang tử công thần, phải chăng đã biến thành tốt thí là công cụ kiếm tiền của tập đoàn Kwai. Ra mắt năm 2013, ban đầu BTS và cả công ty chủ quản Big Hit đều chỉ là những cái tên mờ nhạt trong làng nhạc K-pop, đến từ công ty nhỏ và không có nhiều sự hậu thuẫn. BTS từng bước đi lên và đạt được đỉnh cao tại Hàn Quốc từ năm 2016 nhờ Spring Day và Fly. Kể từ thời điểm ấy, BTS dần dần thoát ra khỏi giới hạn là một boy group K-pop để trở thành siêu sao toàn cầu. Trong vài năm gần đây, BTS liên tiếp lập nên bảng kỷ lục quốc tế mà khó có nhóm nhạc K-pop nào vượt qua, đẳng cấp đã vươn tầm thế giới. Có thể nói, BTS là nhóm nhạc thành công nhất K-pop hiện tại. Với những công hiến của mình, bảy chàng trai nhạc Kwai vinh dự trở thành đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc và truyền cảm hứng cho hàng loạt idol hậu bối. Tạo nên được thành công cho BTS, Kwai cũng dần dần trở nên lớn mạnh trên thị trường giải trí Hàn Quốc. Nhờ danh tiếng và loạt thành tích mà BTS mang lại, Kwai có tiếng nói hơn trong việc đào tạo idol và là nơi mà nhiều ngôi sao trẻ tin tưởng gửi gắm sự nghiệp. Thế nhưng, đứng trước scandal bạo lực học đường thì Kwai được cho là đang cố chấp bảo vệ Kim Garam. Điều đáng nói, BTS cũng bị réo gọi. Cho đến hiện tại, khi mọi cáo buộc đều đổ dồn về Kim Garam, khiến nữ idol tân binh đối diện với làn sóng tẩy chay gay gắt của khán giả, thì Kwai vẫn một mực bảo vệ và đưa ra các lập luận bác bỏ. Thế nhưng, một tay không che nổi bầu trời, một mình công ty chủ quản không thể nào làm công chúng bớt phản đối Kim Garam. Kim Garam bị tẩy chay, Kwai hứng chịu chỉ trích không chỉ gây ảnh hưởng đến các thành viên cùng nhóm. Lee Seraphim còn liên đới đến một cái tên khác, chính là BTS, vốn xuất hiện với danh xưng em gái BTS. Lee Seraphim được ủng hộ bởi không ít ARMY, fandom BTS. Khi một idol bị dính lùm xùm, thì truyền thông có xu hướng nhắc một cái tên khác mang tính đại diện để thông tin đến công chúng. Ở trường hợp của Kim Garam thì danh xưng em gái BTS là có sức nặng nhất. Trên hàng loạt trang tin và cả bản tin thời sự của Hàn Quốc, BTS được nhắc đến bên cạnh scandal bắt nạt chỉ là vì nhóm nhạc đại diện cho cả Kwai. Dù không có bất cứ liên quan nào trong việc debut nhóm nhạc nữ Lee Seraphim cho Kim Garam ra mắt, nhưng cái tên BTS vẫn được nhắc đến như một lẽ đương nhiên và không mấy tích cực. Nói BTS là idol số khổ không phải là không có căn cứ, không chỉ bị nhắc đến một cách tiêu cực trong scandal của idol nữ tân binh nhạc Kwai, mà còn bị scandal này chiếm spotlight cho màn comeback sắp tới, hứa hẹn trở lại đường đua K-pop tháng 6 với Pro, một album tuyển tập thể hiện lịch sử của BTS. Không chỉ lâu nữa, BTS sẽ chính thức trở lại, nhưng điều khán giả nhớ tới hiện tại xoay quanh Kwai và BTS lại là scandal bắt nạt của Kim Garam. Điều này khiến fandom của BTS rất không hài lòng bởi tên tuổi của idol bị vạ lây không đáng. Và nếu nhìn rộng hơn, động thái binh vực bất chấp của Kwai với Kim Garam có tạo nên hiệu ứng đảo chiều. Khi công chúng không còn tin tưởng và xác nhận của công ty chủ quản, thì nguy cơ các idol khác của Kwai nếu vướng vào lùm xùm, công ty sẽ không còn khả năng bảo vệ idol do uy tín công ty giảm sút. Ngoài ra, nghi vấn tin đồn vì BTS và Jennie Blackpink lộ ảnh hẹn hò được cho là chiêu trò đánh lạc hướng dư luận cho scandal của Kim Garam. Sáng 23 tháng 5, mạng xã hội Hàn Quốc được fan xôn xao bởi một bức ảnh bị cho là vì BTS và Jennie Blackpink hẹn hò ở đảo Jeju. Nhiều bằng chứng chỉ ra đây chỉ là tấm hình bị cắt ghép vào Photoshop. Bên cạnh đó, fan cũng đưa ra lập luận bảo vệ Jennie đang nhuộm tóc cam, người xuất hiện trong ảnh tóc đen, nên tấm ảnh vì và Jennie hẹn hò là không thuyết phục. Hiện YG và Kwai vẫn chưa đưa ra phản hồi. Phản ứng của cư dân mạng vẫn nửa tin nửa ngờ tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao hàng đầu. Nhưng đa số, bằng chứng về tin tức hẹn hò không thuyết phục khiến tin đồn này không đáng tin cậy. Giữa lúc bão dư luận đang tập trung vào Kim Garam và hàng loạt tình tiết cũng như bằng chứng mới được tung lên hàng ngày, tin đồn hẹn hò của hai cái tên hàng đầu K-pop hiện tại như V và Jennie phần nào đánh lạc hướng dư luận, đổ dồn vào scandal bạo lực học đường. Do đó, nhiều khán giả đồn đoán khả năng V bị lợi dụng tên tuổi nhằm cứu nguy cho Kim Garam. Nếu đồn đoán này là thật, thì cái truyền thông bẩn nhằm đánh lạc hướng scandal bạo lực của Kwai sẽ khiến khán giả ngày càng phẫn nộ hơn. Và BTS lần nữa lại trở thành cái tên đỡ đạn cho idol đàn em. Đúng là số khổ như nhóm nhạc toàn cầu.